là nền tảng có lượng người tham gia đông đảo, hơn 3 triệu người đã và đang sử dụng nền tảng Telegram này. Còn số lượng member trong hội nhóm của bạn lại đang thấp đến mức đáng thương. Cách dưới đây sẽ chỉ bạn cách tăng số lượng member group Telegram mà bạn cần. Bật mí những cách kéo thành viên Telegram, cập nhật nội dung hấp dẫn mới lạ trước tiên muốn thu hút và giữ chân người đừng đến với group của bạn, bạn nên bỏ chút thời gian đầu tư vào nó. Việc có một kênh nội dung bắt mắt sẽ mang những mem mới đến với hội nhóm của bạn và giữ chân những mem cũ ở lại khi thấy những nội dung hay ho và có tính giá trị. Người dùng này sẽ chia sẻ cho những người khác cùng thấy. Không chỉ vậy họ còn khuyến khích bạn bè và người thân gia nhập cộng đồng của bạn. Tạo nên một group đông đảo số lượng thành viên dẫn đường link các trang mạng xã hội khác đến hội nhóm của bạn việc gắn link hội nhóm vào các trang mạng khác như Facebook, Instagram, Twitter. Giống như một cách bắp sắp Telegram của bạn, người thân và bạn bè hay những ai quan tâm đến bạn sẽ muốn biết bạn làm gì trên nền tảng này và tham gia vào group của bạn trò chuyện và tương tác tích cực cách nhanh nhất khiến đối phương hứng thú chính là tìm được cảm hứng cho những câu chuyện và nói chúng chủ đề họ mong muốn. Đây là cách hiệu quả giúp các thành viên trong cộng đồng thích thú và hoạt động sôi nổi hơn trên cộng đồng này. Xây dựng chủ đề nhất định cũng sẽ thu hút người dùng quan tâm đến với bạn hiệu quả hơn cách bạn làm quá tràn lan. Mua member group Telegram đây là một trong những cách nhanh nhất hiệu quả rõ rệt nhất. Đang được rất nhiều người áp dụng, với một chi phí rất nhỏ nhưng cách nó tạo ra sự khác biệt sẽ khiến bạn phải ấn tượng. Tùy vào nhu cầu của bạn, bạn cũng có thể mua một lượng mem lớn nếu cần thiết. Auto Marketing đơn vị cung cấp dịch vụ mua mem Telegram giá rẻ là đơn vị phấn đấu và phát triển không ngừng trong vòng 10 năm và đã có chỗ đứng nhất định trong mảng dịch vụ và quảng cáo. Nói không ngoa khi phải công nhận Auto Marketing Pro hiện nay là đơn vị cung cấp bạn nên ưu tiên lựa chọn số 1 trên thị trường. Chất lượng mà đơn vị mang lại không bao giờ khiến khách hàng phải thất vọng, điều này đã được các người dùng khác kiểm chứng và đều đánh giá cao đơn vị. Khi tới đây, bạn sẽ được cung cấp một lượng mem tùy theo nhu cầu các nhân với mức giá cực kỳ ưu đãi, có các gói bảo hành không tụt mem trong vòng 3 tháng. Nếu đăng ký số lượng lớn nếu bạn liên hệ với admin có thể được giảm giá nhiều hơn nữa. Trên đây là những giúp group Telegram của bạn có số lượng thành viên như bạn mong muốn. Chúc bạn thành công! Tổng hợp các dịch vụ iSocial, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ YouTube, dịch vụ Discord, dịch vụ Instagram, dịch vụ Reddit, dịch vụ Facebook, dịch vụ SoundCloud, dịch vụ LinkedIn, dịch vụ TikTok làm số lượng lớn liên hệ admin để được giảm giá liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí hotline. 0877496688 Zalo 0877496688 Tool Marketing Pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ISO SEO chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ, Liên hệ ngay website toolmarketing.pro hotline 0877 49 6688 để được tư vấn miễn phí.